Kính chào quý vị. Tôi tên là Nguyễn Bảo Khanh. Tôi là tiến sĩ về ngành điện toán từ Đại học UC Berkeley và đã làm việc với công ty Google trong 14 năm qua. Tôi cũng là thành viên của hội đồng quản trị của Pivot, hội người Mỹ gốc Việt cấp tiến. Hôm nay, tôi muốn trình bày với quý vị về đề tài biến đổi khí hậu và dữ kiện này sẽ ảnh hưởng thế nào với gia đình của chúng ta và chúng ta có thể làm gì trên tư cách cá nhân cũng như cộng đồng để lưu lại một thế giới tốt đẹp cho con em. Trước hết, biến đổi khí hậu không phải là một dữ kiện tương lai nhưng đang xảy ra ngày hôm nay và không phải là ở những vùng hẻo lánh xa xôi mà ngay nơi chúng ta đang cư ngụ. Trong năm qua, nhóm khoa học gia từ IPCC đã cho biết là nhiệt độ trên toàn cầu đã tăng lên và 5 năm vừa qua trở thành 5 năm nóng nhất trong lịch sử. Ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu đã hiện ra qua những vụ cháy rừng Úc và ở tiểu bang California và các cơn bão ở tiểu bang vùng Vịnh Mễ Tây Cơ và lũ lụt ở các tiểu bang Trung Tây nước Mỹ. Tình trạng này sẽ còn tệ hơn nữa vì nhiệt độ thế giới đang trên đà tăng thêm 3 độ C từ nay cho đến năm 2100 cuối thế kỷ. Và nếu tình trạng này đã xảy ra, 40% của toàn thể nhân loại phải chịu đựng các cơn sóng nhiệt khủng. Mặt biển có thể dâng lên 2 thước cao hơn hôm nay và những vụ lụt này sẽ bao trùm các khu vực rộng lớn tương đương với tiểu bang Alaska và những vùng như Nam phần Việt Nam sẽ phần nhiều bị chìm dưới nước. Hàng trăm triệu người sẽ phải trở thành tị nạn khí hậu. Để tránh những hậu quả này, chúng ta cần phải giảm khí thải carbon dioxide xuống 50% trước năm 2030. Nên chúng ta vẫn còn thời gian, nhưng 10 năm là một thời gian rất ngắn. Vì vậy, đây là vấn đề khẩn cấp. Có nhiều việc mỗi cá nhân chúng ta có thể làm để giảm số lượng khí thải. Tuy thế, hiện tượng biến đổi khí hậu là một hiện tượng toàn cầu và các đại dương đang bị hâm nóng mỗi giây ngang với sức nóng của 6 trái bom nguyên tử. Ngăn chặn điều này cần một giải pháp toàn cầu và mọi chính phủ trên thế giới cần phải hành động lập tức. Tháng 11 này là một cuộc bầu cử rất quan trọng, có khả năng để thay đổi cái đà nguy hiểm chúng ta đang theo đuổi. Xin quý vị đi bầu và xin bầu cho những ai có chính sách hợp lý về khí hậu để bảo vệ môi trường không những cho chúng ta mà quan trọng hơn cho con cháu của chúng ta. Cảm ơn quý vị.